Đấy làm đúng khoảng độ hà một phát thôi nhá. Một phát à? Bán một thôi. Bán một thôi. Bạn tê này mới đấy. Chóng. Cho mắm tôm nhá. Đuối nè. Cạy mồm. Đúng đúng vào. Cạy ra. Mồm to. Không được, mồm to ăn được. Ăn nhạt nhá. Một lúc. Đấy, vừa vừa mồm. Vừa mồm. Đúng mồm gầu. Nghe thì làm thì cái vitamin vàng vàng vào nhá. Làm sao? Đây đúng kiểu người ta gọi là móm nhôm à. Không đỡ dữ rồi. Ôi, đi lại khỏa lên ra đấy, ngâm ôm ăn đi. Chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Hôm nay mấy anh em lên để hoàn thiện nốt khu vực cuối nốt khu vực để sau này trồng rau nhé. Khá là lâu rồi thì anh em không quay trở lại khu vực này. Khu vực lán cũ này. Giờ đã rào được gần xong cái ao rồi. Nhưng mà còn khu vực trồng rau này thì vẫn chưa thể rào được. Cá to này. Rồi nhưng mà vẫn chưa rào được xong rồi. Hôm nay anh em huy động nhờ thì mấy anh em nữa. Ngày đặc biệt hôm nay có cả chị Hiền lên nhé, hỗ trợ nhé. Đến để hỗ trợ rào và nấu nướng nữa. Trong vòng hôm nay thì mấy anh em quyết định là cố gắng để làm xong. Thì mai là bắt đầu đốt để trồng rau nhé. Hay nhờ có đồng chí Cường lên để hỗ trợ. Còn Nhật thì đang đi xem bẫy, chưa xuống được. Chưa biết chắc chưa. Thế giờ phải cuốn tàu nữa. Chưa biết cuốn tàu quả rồi. Được cuốn 2 tỉa mẹ. Đây chị Hân sẽ làm món bún mẹn nhá. Thì món lòng xe điếu nhá. Để chuẩn bị làm món bún mẹt. Cứ bỏ tất vào cho giảm được. Này có người đẹp đi làm cùng nhá. Ôi dồi ôi, vừa nói xong rồi đấy. Đấy. Người đẹp đi ra đây kìa nhà rồi. Về mồm. Điều.
Tiếp rồi nhỉ quả đi. Bay không phải bằng bay mét, bay bằng lên tới rồi. Đây gọi là lá nha. Mẹn xưa rồi. Mầm mầm á, con này mẹn. Mầm lá thì ôi, nhìn thấy nghe ngon quá. Đau no. Ui, bán kinh thế. Xuống con cha. Ừ. Em thương thiết tiền không bên. Nhớ cắt lòng ngón. Mình phải thoát cho khách mày quá, mình giàu cho nó. Chịu thằng khách hôm nay phải bản để đâu rồi lỏng à, Vân Hoài có bảo móm à. Ôi, sao mình rồi? Phải... Hiệu, anh ạ. Mày hôm nay chuẩn hoa nó biết bằng cái gì, giáo tôi vừa. Có móm. Vân Hoài đi quân nó một vừa rồi. Shit, không là móm hết. Kẻ tàu sản ai mà anh nhập á. Đi mua còn. Cắt quả thơ đi. Từ cái bình tí này. Đây được chị Hiền đến đây làm món bún mẹn mầm cho anh em nhé. Trước khi ăn mình phải cho khách 10 ăn nhé. Bún anh em chuẩn bị làm từ sáng đến trưa rồi, hôm nay cũng hoàn thành được cái khu vực, rào được cái ao với đây là khu nương để trồng rau. Hôm nay ruồi đâu nhiều thế. Đây là món mắm tôm của khác. Ôi, bún mẹn mắm tôm nhé. Đấy, toàn là rau rừng, à rau thôi. Thế không phải chị Hương cho lên nữa. Đợi. Đây là không, hôm nay không có mẹn là lá chuối đây. Có thể cho cái xong nước canh vào đây để thì ăn tôm. Cái này gọi là cà rừng à? Hay là cà gì đấy? Cà rừng. Cà dại. Toàn là rau nhé. Ôi, bỏ cả cái này ra đi. Ừ, sao này ở cái mấy ca thực? Lên đi, bây giờ lên tí. Ngồi dần chưa thấy. Đủ đuối chưa? Thiếu à? Đủ rồi, đủ rồi. À, bát, lấy bát, Mình cứ ngồi giật nhé. Cứ cho bát em ạ, chuyển bát. Nhậm lên không chiều. Nào, anh em mời ăn cơm trưa nhá. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay có người đẹp cùng làm bún mắm tôm cho. Này giới thiệu là đây là người yêu của Huy nhá. Chưa phải vừa nhá, con tán được nhá. Em thử món bún đậu mắm tôm này đi. À, anh em thế. Này, nhìn thấy đẹp chưa? Ăn đi, không nữa ăn ăn thử ngắm thôi, đừng có ăn nhé. Cái này để nhìn đẹp quá, đừng có ngắm thì đừng ăn. Ăn nhà. Nó sống. Cứ ăn mắm tôm không? Có. Món gì chẳng chơi được. Tưởng chết thôi. Ăn bún đậu mắm tôm, không có mắm tôm thì ăn được gì. Mày như thằng Hoan. Ăn bún đậu nó tương ư là sạch tế mắm à? Bún đậu sạch tế. Bún đậu nước mắm.
Tuyệt vời. Sao nhìn là bánh chảy không miếng không? Chắc miếng vào đây, chấm. Tráng chưa rồi đấy, tráng chưa? Chưa biết. Rồi đang tráng. Này rửa rồi. Rửa. Nên để ướt. Ôi. Có bảo anh, rửa thôi, không quá mà rửa rồi. Xin một thìa. Thìa là. Đây tấm hơi mày. Vẫn có hơi cay này. Tuyệt vời. Món này được chị Hiền lên làm rất là nhiều món nhá. Nhiều quá, thịt quý quá. Lên núi ăn ngon quá. À, mời người đẹp tí nhỉ. Hai anh chị làm tí gì rồi. Mời người đẹp nhá. Cảm ơn người đẹp làm món bún anh em ăn nó phải thế này. Mình cũng làm. Dung là hôm nay chào mừng Cánh Thành cái hoàn thành rào xong cái vườn với lại cái ao nhá. Anh có cả khách mời cũng đến này mọi người ạ. Ô đi sư mày. Ôi em mình đừng có đánh tí này cho búa vào mắt anh. Quá đánh nó ngất thì đừng có đánh chết nhá. Không đuổi nó thôi. Không ăn lại phạt tiết đấy. Không đuổi nó không ấy đâu. Không ấy. Đây. Từ về dán một miếng ăn xem. Ngập mồm. Ngập mồm nhá. Dạ nhá. Ăn vẹn miếng to nhá. Lòng nón nha, đậu lên nha. Chưa thịt nha, lên lên đi, lòng có chưa, lòng có rồi. Bún nha, khế cho ít khế vào, rau sống nữa. Khế đâu, khế cho miếng nhau, miếng to vào thì nó mới sướng được ăn nó phải thế. Đủ chưa, chứ đủ rau sống rau xiếc có chưa, đầy vào ăn nó phải đủ như thế. Nhiệt tô nha, ăn cho ngập chân răng. Rau sống nữa, đủ tóc vị rồi. Rau rau thì rồi. Này nó phải đán đủ thì ca. Rau này. Hôm nay có người đẹp và chào xong nhá. Ca cho mấy quả cà vào. Ôi thôi đủ. Thôi. Rồi, tập trung vào chỗ này đi. Ca đây. Ôi em ơi, ăn thế này cà tối nó không ấy đâu. Cà dai mà. Ôi đi chiêm nó. Rồi nhá. Ồ, này thì ăn kiểu gì đấy. Ăn thế mới đá mồm. Trả rồi, có trả rồi. Làm 2-3 miếng rồi. Đấy làm đúng khoảng độ 1 phát thôi nhá. 1 phát à? Bán 1 thôi. Ăn 1 thôi. Bạn tê thì mới đấy. Chóng. Cho mắm tôm nhá. Mấy đứa nè. Cậy mồm. Múc nó vào. Cậy ra. Hơi to rồi. Ừ, được, mồm to ăn được. Ăn nhạt nhá. Một lúc. Đấy, vừa mồm. Vừa mồm. Đúng mồm gầu. Nghe thì làm thì cái vitamin vàng vàng vào nhá. Đặc sao? Đấy, đúng kiểu người ta gọi là móm nhôm à. Không đỏ dữ rồi. Ôi, ý lại khỏa lên ra đấy, ngâm mồm ăn đi. Mẹ em này cứ bóp mông ạ. Chuột hàng mà, bèo. Giờ anh Nghiệp sẽ làm một miếng bún nhá, nhưng mà phải đủ vị nhá. Tóm lại nhưng mà ăn là phải đủ, có nghĩa là những cái gì có ở trên mâm là phải ăn, phải gắp đủ nhá. Bắt đầu từ đây đi nhá. Từ bún đi. Bún đi. Anh gắp đủ. Ôi thế thì ít quá. Không cuốn được vào. Rồi. Rồi. Đây em phục vụ anh ít lá tí tôi nhá. Đấy. Rau. À, có cả cái rau. Lòng lòng có chưa? Lòng có chưa? Tô trắng. Rau thơm. Chả. Rau thơm à? Tóm tóm lại lòng nhá. Đúng, tóm lại nó phải đủ nhá. Miếng này hơi là ghê. Cũng ghê ăn được hết anh ơi. Chứ được anh là ăn trước cái này. Ôi thì đừng vứt xuống đấy. Cho nó mà. Còn gì nữa không? Còn cà này. Đậu liếc chưa có. Cà không ăn được. Cà ăn được mà. Cà không ăn thì sung phải làm một quả chứ. Đậu nhặt heo rồi. Khế. Đậu. Khế, khổ quá thiếu khế. Đậu. Chả có rồi. Khế. Đậu. Không có ăn nửa khế thôi. Ôi anh ăn thế thì. Tên trời. Còn cái gì nữa? Thì nước. Có rồi.
Rau thơm quá chưa? Nhỏ quá không nhìn thấy. Nhỏ quá. Nhỏ quá không nhìn thấy. Đấy. Đấy, 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 to. Chả có gì. Lòng ra lòng có hai cái rau này có chưa? Hai miếng rồi. Rau này có chưa? Rau thơm này chưa có này. Lá sung có chưa? Lá sung, lá sung đây. Có rồi. Ờ, rau mới là rau sung rồi. Rau mơ có rồi. Có rồi. Ừ. To cuốn đấy. Nó mới ăn như thế chứ. Nãy em ăn thế nào anh nhìn nào. Anh em chiến đấu là cũng được khoảng độ một nửa nhá. Nào anh ơi, nhanh lên để em hộ rượu anh nhanh nhá. Nhanh nhanh. Nó chấm siêu cay nhá. Ồ, rơi vào rồi, rơi vào rồi. Vẫn vẫn còn mà. Trong vẫn còn. Anh ăn nó đúng vào mồm đấy mà. Anh ăn rồi còn chui vào mồm. Ăn nhanh không thì nó ăn mất đấy. Chỗ nào nhẹ để em đổ rượu nhá. Chỗ nào nhẹ vào em đổ rượu. Toàn một, toàn một đấy. Ngẩng cổ lên, ngẩng cổ lên. Được rồi. À, nhưng mà còn giữ một miếng kìa. Giữ một miếng. Người nốt. Rơi là không tính nhá. Được rồi, em đổ rượu vào cho. Đấy, từ từ. Để anh đảo đá nhỉ. Anh đảo. Quay rồi. Đúng không? Đấy, sau là tưới ít nước xuống để cho nó trôi trôi đi. Tưới ít nước cốt nhá. Nước đây này. Tính ra là vẫn còn thiếu hai vị đấy. Sung với lại là cà. Rau rau chưa có.